Khai đó nè. Mà nó cao quá vậy, nó lơ lắm rồi. Quả xó đúng không ạ? Ừ. Thấy cái thắc ừ. Thấy bài đọc cơ rồi. Thấy cái chân này vậy. Nhà không biết nâng cơ đúng không? Vì còn cái thẹn thẹn đó, cái này chóng đó. Nếu này, nếu này, bên hào cực cầu bình thường. Ui. Mà sao? Mới khơi thông mà đi sử dụng lại. Mẹ ơi, bao hùng bao. Nó sẵn sàng nó sẵn nâng ngủa chôn chẳng bao nhiêu tạng nữa. Ok, hôm nay tích kiệt. Ok. Thôi thông thông.